Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với câu chuyện ngày hôm nay của Tuyển Văn Hóa. 24 giờ qua, cư dân mạng đã bàng hoàng trước thông tin kênh YouTube của Tộc trưởng Đỗ Minh Si bị hack. Nói bàng hoàng là bởi ai cũng biết rằng kênh của Tộc trưởng là một trong những địa chỉ được truy cập nhiều nhất YouTube tại Việt Nam. Số người đăng ký lên đến 7,7 triệu người. Và thậm chí mọi người đều có thói quen trước khi đi ngủ vào đây nghe anh Độ chém gió. Thế nên đây có thể xem là vụ tấn công quy mô bậc nhất làng YouTube Việt Nam của các hacker. Theo quan sát của chúng tôi, hiện tại Tộc trưởng đã lấy lại được kênh, tuy nhiên vẫn bị ẩn toàn bộ video. Trước đó thì tổ hacker còn đổi ảnh đại diện và banner thành đồng tiền số Ripple. Thưa quý vị, trong các chia sẻ của mình, Tộc trưởng Đỗ Minh Si thường cho biết thu nhập của anh rơi vào khoảng 7-8 triệu đồng trên một tháng. Tất nhiên, đó là con số ai cũng biết là sẽ như thế nào. Một số thống kê cho biết, mỗi tháng kênh YouTube của Tộc trưởng Đỗ Minh Si có thể sẽ thu về khoảng 232 triệu cho đến 3,7 tỷ đồng. Nhưng đương nhiên đây là những con số do thống kê của một bên chuyên trang thứ ba về YouTube mà thôi. Tuy nhiên, tính toán này được chi ra theo hình thức ước đoán, có biên độ dao động cực kỳ lớn và thu nhập từ YouTuber của các chủ kênh Việt Nam đương nhiên vẫn là một ẩn số và chẳng có công thức nào cụ thể đo đếm một cách chính xác nhất. Chỉ để khẳng định vụ hack này sẽ khiến Tộc trưởng đương nhiên rất đau đầu. Xôn xao chưa kịp lắng xuống thì đến lượt kênh YouTube của Quang Linh Vlogs cũng gặp trục trặc giống Tộc trưởng Đỗ Minh Si. Tối ngày 2 tháng 4, Quang Linh Vlogs đã đăng tải dòng status toang rồi với hình ảnh kênh YouTube của mình bị hacker chiếm sóng. Hình này giống hệt như tình trạng kênh YouTube của anh Đỗ Minh Si vào sáng ngày 2 tháng 4. Tình trạng những người nổi tiếng, trong đó có các ngôi sao showbiz, các doanh nhân giàu có bị đánh chiếm kênh YouTube, Facebook, Twitter, Instagram không phải là chuyện hiếm. Cách đây vài năm, trang Facebook của danh thủ Ivanovic, cựu thủ của Chelsea đã bị hacker Việt Nam tấn công, chiếm quyền và sau đó được sử dụng để livestream bán hàng online, gây phản ứng bất bình trong dư luận. Tuy nhiên, với đợt chiếm quyền kênh YouTube của một số người nổi tiếng trong giới showbiz như Lý Hải, Hồ Quang Hiếu, hiện vẫn chưa phát hiện thủ phạm là tin tặc trong nước hay nước ngoài và cũng chưa có đối tượng nào là tin tặc đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công trên. Tuy nhiên, theo một số chuyên gia về bảo mật, việc tấn công chiếm hàng loạt những kênh trong một quãng thời gian không dài cho đến thủ phạm phải là những đối tượng am hiểu công nghệ, thậm chí xác suất là tin tặc rất cao vì mục đích chiếm quyền đã lộ rõ sau đó là dùng kênh để livestream lừa đảo nhận Bitcoin. Vụ việc này có nét tương tự như đợt hacker tấn công chiếm quyền của nhiều người nổi tiếng ở Mỹ, trong đó có cả cựu tổng thống Obama, Bill Gates cũng nhằm lừa đảo về Bitcoin. Trong những vụ lừa đảo kể trên, số tiền tin tặc lừa lên đến hàng trăm ngàn đô la Mỹ. Những người mắc bẫy chỉ vì tin rằng đó là trang hoặc kênh mạng xã hội của người nổi tiếng mà mình hâm mộ, có uy tín. Và cũng trong hàng loạt những kênh YouTube triệu views của những người nổi tiếng bị đánh cắp vừa xảy ra tại Việt Nam, giới chuyên gia nhận định có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Dễ xảy ra nhất là việc click vào các đường link bị cài mã độc gửi qua email, tin nhắn, có đó tin tặc thu thập mật khẩu và các thông tin bảo mật của tài khoản hoặc bị lộ mật mã livestream, stream key. Trong các nguyên nhân bị lộ mật khẩu hay thông tin cần bảo mật có lý do từ chủ quan, nhưng cũng có không ít những trường hợp bị sập bẫy lừa đảo. Thưa quý vị và bạn, cách đây không lâu, tôi cũng có một người bạn đã bị hack kênh YouTube. Lý do là bởi anh ta đã sử dụng download một phần mềm AI và sau đó sử dụng. Khi mà download về thì anh ta đã bị chiếm quyền kiểm soát email và sau đó thì hacker dùng email đó để có thể thay đổi thông tin và thậm chí livestream như mọi người vẫn thấy. Chính vì vậy, người dùng cần luôn cảnh giác trước những trường hợp, những tin nhắn lạ hoặc vờ là người quen cũ, các đường link không quen biết gửi qua email, những thư điện tử mời mọc bất cứ một thứ gì đó mà cảm thấy không đáng tin cậy. Không chỉ không nên click vào các đường link mà người dùng cũng nên xóa ngay những email gửi đến để tránh các hệ lụy về sau. Tình trạng tấn công chiếm quyền Facebook, YouTube để livestream bán hàng có xuất phát từ thực tế là hai nền tảng này càng ngày càng siết chặt hoạt động quảng cáo bán hàng trên các nhóm cộng đồng, đặc biệt là những nhóm cộng đồng đông và lượt xem cao. Nhu cầu bán hàng livestream ngày càng dâng cao, từ đó thì tin tặc đánh cắp tài khoản, chiếm quyền kênh để bán lại cho những người có nhu cầu. Trên thực tế, những trường hợp những người nổi tiếng bị tin tặc chiếm quyền kiểm soát hoặc điều khiển kênh trên mạng xã hội thường gây ra phiền phức vì bị lợi dụng, hiểu lầm. Vẫn còn đỡ hơn là trường hợp bị lật tẩy và sử dụng trang hay kênh mạng xã hội đó và những việc làm vi phạm pháp luật. Đương nhiên, với những kênh lớn như Tộc trưởng Đỗ Minh Si, Minh Si Gaming hay Quang Linh Vlogs, Cuộc Sống Châu Phi, không khó để thấy bảo mật tài khoản sẽ là vấn đề then chốt. Đương nhiên, chúng ta sẽ không thể biết được mật khẩu mà YouTuber đặt cho tài khoản Google của mình là gì, nhưng chắc chắn sẽ là rất phức tạp, chứ không kiểu đơn giản 1245678. 1245689 hay 1234561123. Ngoài ra thì tính năng bảo mật hai lớp chắc chắn cũng đã được kích hoạt, không chỉ với những tài khoản quan trọng của những YouTuber mà thậm chí 23 đã dần trở thành một tính năng bảo mật bắt buộc mà Google yêu cầu mọi người dùng phải trang bị. Thực tế thì Tộc trưởng không phải YouTuber đầu tiên ở Việt Nam bị hack kênh YouTube để livestream tiền ảo. Trước đây thì nhiều kênh YouTube như Pháp TV, Trấn Thành, Phúc Du, Hồ Quang Hiếu, Linh Ly hay Lý Hải đã gặp hình thức tương tự. Trong danh sách này còn bao gồm cả những kênh YouTube chuyên về công nghệ, có những người đứng đầu, am tường về kỹ thuật và bảo mật, vẫn bị hack. Mỗi kênh YouTube được liên kết với ít nhất một tài khoản Google. Việc một kênh YouTube bị xâm nhập nghĩa là
ít nhất một trong các tài khoản Google liên kết với kênh đó cũng đã bị xâm phạm. Mặc dù chưa có xác nhận chính thức từ phía streamer Độ Missy, tuy nhiên dựa trên lịch sử các vụ tấn công trước đây, có thể khẳng định rằng hacker có thể đột nhập vào tài khoản YouTube mà không cần mật khẩu. Vì vậy, cho dù mật khẩu có mạnh đến đâu hay kể cả có bật tính năng bảo mật hai lớp đi chăng nữa, những tường rào bảo mật này cũng dễ dàng bị sụp đổ. Thay vì đánh cắp mật khẩu, các hacker đang chuyển sự tập trung của mình sang đánh cắp session, phiên làm việc. Nói một cách dễ hiểu, nếu các bạn đã đăng nhập vào tài khoản YouTube, thì kể cả khi bạn đóng trình duyệt hay thậm chí là tắt cả PC, vài ngày sau đó bạn vẫn có thể truy cập YouTube mà không cần đăng nhập lại, do session vẫn còn hiệu lực. Những session này thường được lưu trong cookies, một tập tin vật lý do trình duyệt quản lý. Đây là mục tiêu mà hacker nhắm đến. Khi có được các session này, hacker sẽ lập tức truy cập được vào kênh của YouTube mà không cần nhập mật khẩu hay trải qua các bước xác thực. Điều này dẫn đến câu hỏi tiếp theo, đó là làm sao để các hacker đánh cắp session. Cách thức phổ biến nhất hiện nay là tạo các mã độc giả dạng nội dung khác để đánh lừa quản lý kênh YouTube kích hoạt. Có nhiều cách để phân phối mã độc, ví dụ như ẩn náu cho các phần mềm crack, hack game hay thậm chí là download. Tuy nhiên, phổ biến nhất với các YouTuber có lẽ là những email liên quan đến quảng cáo. Dưới danh nghĩa một nhãn hàng hoặc một agency đang muốn hợp tác quảng cáo với các YouTuber, kẻ tấn công sẽ gửi email đến kèm một tệp báo giá, hợp đồng, điều khoản, thậm chí là link download, link dùng thử, demo và mời YouTuber này mở ra xem để biết thêm thông tin. Ngoài ra, một phương pháp mới được ghi nhận đó là mã độc ẩn náu trong tập tin cài đặt, có đuôi là .msi, thường được quảng cáo là các file crack hay hack game. Các file msi này được xử lý bởi trình cài đặt Windows Installer, một công cụ chính chủ của Microsoft đi kèm Windows. Vì vậy sẽ không bị các trình duyệt virus phát hiện. Khi mã độc đã được thực thi thì việc ăn cắp thông tin cookies sau đó gửi cho hacker chỉ diễn ra trong tích tắc. Đặc biệt với những hệ thống máy tính mạnh mẽ với SSD và đường truyền internet nhanh, những mã độc này thì thường được thiết kế để tự hủy sau khi quá trình đánh cắp thông tin kết thúc nhằm tránh bị người dùng nghi ngờ. Nếu nhận thấy bất kỳ dấu hiệu nào sau đây thì tài khoản Google của bạn có thể đã bị xâm nhập, xâm phạm hoặc bị tin tặc tấn công. 1. Những sự thay đổi không do bạn thực hiện. Có thay đổi về ảnh hồ sơ, nội dung mô tả, chế độ cài đặt email, chế độ liên kết tài khoản SN cho YouTube hoặc những tin nhắn được gửi đi. Video đăng tải mà không phải là video của bạn. Có người đã sử dụng tài khoản Google của bạn để đăng video. Bạn có thể nhận được thông báo qua email về hình phạt hoặc cảnh báo đối với nội dung vi phạm trong những video này. Tài khoản Google có thể bị xâm nhập, xâm phạm hoặc bị tin tặc tấn công vì nhiều lý do khác nhau. Những lý do này bao gồm nội dung gây hại và email lừa đảo được ngụy trang thành một loại hình dịch vụ mà bạn quen thuộc. Để giữ an toàn cho tài khoản của bạn, đừng bao giờ chia sẻ thông tin về địa chỉ email, mật khẩu của bạn với người khác. Cũng đừng bao giờ tải những tệp hoặc phần mềm xuống từ nguồn mà bạn không tin tưởng. Để khôi phục kênh YouTube bị xâm nhập, trước tiên bạn cần phải khôi phục tài khoản Google bị xâm nhập và có liên kết với kênh YouTube đó. Bạn có thể khôi phục kênh YouTube của mình theo 3 bước sau đây. 1. Khôi phục và bảo mật tài khoản Google bị xâm nhập và có liên kết với kênh YouTube. 2. Hủy bỏ ngay những thay đổi không mong muốn trên kênh YouTube để tránh các hậu quả liên quan đến chính sách như cảnh cáo vi phạm nguyên tắc cộng đồng hoặc cảnh cáo vi phạm bản quyền. 3. Áp dụng những phương pháp bảo mật hay nhất đối với tất cả người dùng có liên kết với kênh để giảm nguy cơ tài khoản Google của bạn bị truy cập trái phép. Thưa quý vị, sau tất cả chúng tôi cũng mong rằng tất cả các kênh YouTube không may bị hack đều sẽ có thể lấy lại được và mọi người sẽ tiếp tục mang đến niềm vui, mang đến những sản phẩm, mang đến những video và mang đến những điều thú vị thông qua những kênh YouTube của mình. Còn bây giờ xin cảm ơn, xin chào, hẹn gặp toàn thể quý vị và các bạn ở những video tiếp theo của Tuyền Văn Hóa.